Sứ mệnh vì chúng sanh của Bậc Minh Sư. Những năm đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến cho việc đi lại khó khăn. Guruji Ruma đã ngự tại đảo Cô Rông, bế quan thiền định rất nhiều để trấn an những sự bất ổn và cầu nguyện sự bình an cho muôn sinh trên toàn địa cầu. Gần 2 năm sau, dịch bệnh cũng thuyên giảm bớt, các nước vùng Đông Nam Á mở cửa thông thương trở lại. Guruji Sakaruma Gamatha đã trở lại đất nước Chùa Vàng Thái Lan. Điểm đến đầu tiên của Ngài chính là tỉnh Chiang Mai. Tại đây, Ngài đã tổ chức rất nhiều khóa bế quan thiền định cũng như các đại nhạc hội tâm linh, ban rải rất nhiều lực lượng tình thương và dòng âm lưu Thượng Đế, hóa giải bớt những nghiệp lực của thế giới này, giúp cho chúng sanh có được cuộc sống bình an và tốt đẹp hơn. Sau hơn 7 tháng ngự tại Chiang Mai, Thái Lan, Guruji Sakaruma Gamatha đã tiếp tục hành trình ban rải tình yêu thương và lực lượng hồi sinh của Ngài tại tỉnh Udon Thani. Ngài đã thuyết giảng rất nhiều chân lý cho chúng sinh nơi đây và ban cho họ pháp môn thiền định, âm thanh ánh sáng cổ đại, một chiếc phao cứu sinh giúp họ không còn phải trôi nổi trong biển đời khổ ải của trần thế. Về mặt vật chất, Ngài còn hỗ trợ cho những người dân nghèo khổ những nhu yếu phẩm thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày như gạo, nước tương, bánh ú, giỏ sách. Và Ngài còn tặng cho hội người tàn tật tỉnh Udon Thani những ngân khoản giúp họ có thêm những phần hỗ trợ về kinh tế. Nhận thấy chúng sinh tại tỉnh Udon Thani đã nhận lãnh được lực lượng hồi sinh mà Ngài đã đem tới, Guruji Ruma tiếp tục chuyến hành trình của Ngài tới xứ sở Hoa Champa, một đất nước vẫn còn những nhân nghiệp đang cần được Ngài hóa giải. Ngày 4 tháng 8 Phật lịch năm 2565, Guruji Sakaruma Gamatha đã tạm biệt những người học trò xuất gia tại thiền đường Udon Thani để lên xe khởi hành tới đất nước Lào. Sau gần 3 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, đất nước Lào không có gì thay đổi quá nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, con người nơi đây dường như đang sống chậm lại và vạn vật nơi này như đang chui vào trong một lớp vỏ bọc của sự trầm tư. Có thể thấy, dù đại dịch COVID đã đi qua, nhưng hậu quả của nó để lại còn quá nhiều. Tất cả chúng sinh nơi đây đang rất cần một làn gió mới, một hơi thở mới từ lực lượng của một vị minh sư tại thế để có thể thức tỉnh và hồi sinh trở lại. Thiền đường Lào được Guruji Ruma thành lập cũng đã hơn 10 năm và được tọa lạc giữa một khu rừng rộng, mênh mông, tĩnh mịch. Tuy không có sự hiện diện bằng nhục thể của Guruji Ruma tại thiền đường trong suốt 3 năm dịch bệnh, nhưng bằng tất cả niềm tin và tấm lòng cống hiến của mình cùng với sự gia hộ của Guruji Ruma, các học trò của Ngài nơi đây vẫn duy trì và chăm sóc thiền đường rất chu đáo. Những tàn cây rợp bóng mát rượi, những cây dừa sai trái, những hàng cây thanh long trái chín đỏ rực, những luống rau xanh mơn mởn, tất cả tạo nên một không gian rất đổi yên bình. 3 năm chúng sanh trên toàn thế giới đã phải vật lộn giành giật sự sống với dịch bệnh COVID-19. Nhưng tại sao thiền đường của Guruji Sakaruma Gamatha vẫn luôn được bình an? Đó chính là vì Ngài luôn gia hộ cho nơi đây từng phút, từng giờ không ngừng nghỉ. Chúng sanh ngoài kia điêu đứng bởi họ không có được pháp môn thiền định âm thanh và ánh sáng cổ đại, được dìu dắt bởi một vị minh sư tại thế. Đó cũng chính là sự minh chứng cho việc khi chúng ta dành trọn đức tin với Guruji Ruma,
cuộc sống của chúng ta sẽ luôn được bình an trong sự bảo hộ của Ngài. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe, Guruji Sakyarumo Gomathor đã tới được thiền đường Lào. Hai hàng học trò thiền sinh và các đệ tử xuất gia của Ngài quỳ gối kính cẩn, đón Ngài quang lâm. Các học trò thiền sinh Lào và Việt Nam dâng lên Ngài những vòng hoa lài thơm phức. Ngài nhìn các học trò bằng đôi mắt trìu mến và nở nụ cười thật bình an, rạng rỡ khi thấy sự thành tâm của họ. Sau đó Ngài và các học trò ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Ngài kể cho họ những điều thú vị mà Ngài quan sát được trong suốt chặng đường di chuyển tới thiền đường Lào. Hết thảy các học trò đều cảm nhận được sự bình an lan tỏa từ Guruji Ruma và một sự gần gũi hiếm có. Họ cười thật sảng khoái khi nghe Ngài kể chuyện. Có những thiền sinh không giấu nổi cảm xúc của mình, dù vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng đôi mắt họ lại rưng rưng ngắn lệ. Chắc bởi vì đã lâu quá rồi, họ mới được gặp lại người thầy vĩ đại, người cha tâm linh yêu quý của mình. Sau khi trò chuyện với các học trò, Guruji Ruma đi dạo một vòng quanh thiền đường. Bằng cặp mắt tinh tường của mình, Guruji Ruma quan sát từng ngóc ngách nhỏ một. Ngài chỉ cho các học trò xuất gia chúng tôi những công việc mà với tầm nhìn hạn hẹp của mình, chúng tôi không thể nhận ra được những điều còn thiếu sót. Nhìn thấy quầy chuối già sắp chín, Ngài liền chặt cho các học trò chúng tôi. Ngài nhắc nhở chúng tôi phải thu hoạch những trái cây chín trong vườn và chỉ dẫn cách thức duy trì, chăm sóc thiền đường được tốt hơn. Bởi thiền đường không chỉ là nơi ở của minh sư và đệ tử xuất gia, mà nó còn là mái nhà chung của tất cả những quý vị thiền sinh khắp nơi trên thế giới khi đặt chân bước tới thiền đường diện kiến Ngài. Sau khi đi một vòng thiền đường, Guruji Ruma lại ngồi làm việc bên chiếc laptop quen thuộc. Mặc dù khá mệt khi phải di chuyển từ Thái Lan tới Lào, nhưng Ngài vẫn chưa muốn đi nghỉ. Ngài tranh thủ làm tiếp những công việc còn đang chờ Ngài giải quyết. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, gần như Ngài đã dành tận hết cho chúng sanh và thế giới này. Thời gian dành cho bản thân dường như không có. Bao năm vất vả ròng rã đi tầm đạo, tu hành cực khổ, đạt được quả vị chánh đẳng, chánh giác. Rồi Ngài lại đi hoằng pháp khắp nơi trên thế giới, đem pháp môn, thiền định, âm thanh và ánh sáng cổ đại ban cho chúng sanh. Tóc Ngài nay cũng đã phai xương hai màu, nhưng Ngài vẫn còn miệt mài những công việc và tiếp tục hành trình ban rải đó. Các học trò chúng tôi thật thán phục và ngưỡng mộ trước sự hy sinh cao cả của Ngài. Quả đúng thật, minh sư chính là vậy, dành cả đời vì chúng sanh.